cái bộ gôn. Bộ gôn này là thưởng trực tiếp từ WebPG thì hai tuần anh về Việt Nam. Vâng, đây, đây là một bộ gốp mình đặt cho anh khách ở Hồ Chí Minh. Đây là đây nha, không phải khách riêng mình, bên mình ở Hà Nội nhưng mà không phải là chỉ riêng Hà Nội đặt đâu. Đây là khách ở Hồ Chí Minh, khách vẫn tin tưởng đặt qua bên mình. Đây là chọn một bộ gốp mình đặt cho anh khách. Thì ở ngoài đây là một, ở trong nó sẽ có một cái túi để đi máy bay. Như khách hay đi công tác ấy, thì sẽ có một cái túi chuyên dụng để mang đi. Thì nó cũng rất là to. Đây, đây là của hãng Vercel. Đây là một cái túi nhưng mà ở trong nó sẽ có một bộ gậy nữa. Bây giờ mình sẽ mở ra xem nó như thế nào. Hãng này thì về phụ kiện gốp thì rất là đẹp. Nên đây là cái túi, bình thường mình hay đặt túi gốp thôi. Đây là túi để đi máy bay, đặt cho khách. Đây, khá là to. Túi này thì để khi mà các woofer đi công tác ấy, thì thay vì thách một sách túi gốp kia thì họ sẽ cho một cái cả túi gốp cho vào trong cái này để đi thì sẽ tiện hơn, nó giống kiểu một chiếc vali của mình ấy. Ở trong này sẽ có một cái bộ gốp nữa, mình sẽ mở ra. Khá là nặng. Đây nó có cả bánh xe nhé, bánh xe để di chuyển này. Đây là bánh xe này, nhưng mà đây mình đang để nằm, đáng nghĩa là nó sẽ để dựng lên. Mình sẽ để dựng lên nhé, để dựng lên sẽ như thế này và mình sẽ kéo đi di chuyển. Thôi đây mình để nằm, để mình mở ra đi. Đây có cả khóa này. Trong này có cả laptop à. Mình có thể bỏ được cả vật dụng vào đây nữa nhé, chứ không chỉ riêng. Đây thì thực ra bên trong cũng chỉ đơn giản như này thôi. Thì khi mình có một cái túi gốp thì mình đựng bộ gốp xong rồi sau sẽ bỏ để vào trong này, thì giống như một chiếc vali thôi, đơn giản thế thôi. Còn đây là chủ thể chính, đây là chiếc một bộ gậy gốp mình muốn giới thiệu. Đây là chiếc chìa khóa của cái vali này. Mình sẽ đóng lại. Bây giờ thì nó lại sẽ không nặng nữa. Này, mình sẽ để tạm đây nhé. Còn đây là chủ thể chính này. Đây là một bộ gốp Miura. Miura gốp. Thì cái gậy này thì có gì đặc biệt? Cái bản Miura này thì là bản thép rèn. Nên là cái này thì chỉ mình khi nào mà mình đặt thì hãng mới làm, chứ không có sản xuất trực tiếp. Cái này thì mình đặt theo yêu cầu của khách, đặt từ Mỹ nhé. Đây như thế, đây là thông tin shipping này. Đây là mình đặt từ bên bang New York này. Đây của từ Miura này. Là mình sẽ mở ra xem bên trong như thế nào. Đây có tem của hãng này, Miura luôn này, hoa đào. Đây là cái này là của các nghệ nhân người Nhật làm nhé, chứ không. Đây, chủ thể chính ở bên trong sẽ như thế này. Đây là một bộ hãng có tặng thèm kèm, đây là ti của Miura. Đây là một bộ ti. Đây trong này cũng có thông số này, là thông tin shipping đầy đủ này. Thì bộ này sẽ gồm mấy gậy, đây mình sẽ xem. Một gậy, hai gậy. Bản này là bản
IC602. Ba. 4. 5. Bộ này là bộ 7 gậy nhé. Hàng này là mình sẽ đặt trực tiếp từ hãng và sau đó hãng bắt đầu với làm theo yêu cầu của mình. Đơn đặt hàng này bên hãng báo là 8 đến 10 tuần ấy, thì bắt đầu với giao được hàng. Họ phải có thời gian để họ họ làm. Thì đây như bình thường thì là cái bộ này đã được chọn theo yêu cầu của khách này. Như cán này, cán này cũng được thay đổi này, theo yêu cầu này. Cái sáp này và grip cũng được thay đổi theo yêu cầu của khách. Thì bên mình là chuyên đặt gậy gốp và phụ kiện gốp từ Mỹ theo yêu cầu. Nếu ai có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ bên mình qua số điện thoại 0908 148 069. Xin cảm ơn. Ok chưa? Đây, mình sẽ đi qua một chút cận cảnh cái bộ này. Đấy, bộ 7 cây chỉnh theo yêu cầu.